Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Văn Đầu Tư. Hôm nay mình lại tiếp tục review cái sản phẩm mà cái hàng này là rất là đặc biệt. Hàng này chính là cái hàng mà đặt về riêng cho khách nhá. Chứ cái hàng này là hàng mình bên mình sẽ không trực tiếp phân phối trực tiếp trên thị trường, mà một số các mặt hàng có thể là khách cần hoặc là hàng hiếm thì có thể là đặt trực tiếp về từ bên Hàn Quốc về cho khách. Sau đây mình sẽ cùng mở hộp, tiến hành mở hộp và giới thiệu với anh em về cái sản phẩm này. Đây, được đóng gói khá cẩn thận. Hôm nay mình có bóc vào. Đây, bên phía trong này. Bên phía trong này nó được thấy rất là kỹ càng. Đây là cái lớp xốp để tránh va đập. Cái mã này thì mình sẽ để tạm ra đây đã và sẽ giới thiệu với anh em. Tiếp theo. Đây, nhìn như thế này thì chắc là chưa biết được rồi, bật đợi một chút nhá, mình sẽ rạch cái này ra để giới thiệu cho anh em. Đây nha, sau khi mà mình bóc được cái túi bóng ra thì là nó là như thế này. Nếu mà nhìn đến đây thì chắc là anh em cũng biết được nó là cái gì rồi đúng không ạ? Đây chính là cái cụm bơm hay gọi là cụm tổng bơm ABS. Đấy. Thì cái chức năng chủ yếu chính của cái cụm bơm hay gọi là cái tổng bơm ABS này thì là nó sẽ là phân chia cái dầu phanh cho đến từng bánh của cái xe mà có cái chứa có xe có hệ thống ABS. Mà cái hệ thống ABS thì là cái gì anh em chịu khó lên mạng tìm hiểu giúp mình, hoặc là có thể xem về cái cảm biến ABS bên phía đầu ngón tay của con Zanger này mình đã làm sẵn đây rồi. Tuy nhiên là để tạm cái này ra đây đã, trở về cái mã thực tại của nó này. Thì đây đây chính là cái mã của nó. Thì nhìn thấy cái Hyundai này thì anh em biết được của nó là cái dòng xe của Hàn Quốc rồi, 58910 1G020, Hinoradex Unique Ashi này, made in Korea này. Đây là đấy, hàng này là hàng E nhá, hàng E máy bay ấy, viết tắt của máy bay, đọc không biết là có chuẩn theo anh em không, nhưng mà cái này là hàng máy bay, tức là hàng vận chuyển máy bay từ bên Hàn Quốc về, nên là nó sẽ mất tầm khoảng từ 4 cho đến 7 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày là sẽ có mặt tại bên cửa hàng bên phía mình. Thì quay trở về với thằng này tiếp để review về cái hàng chính hãng bên Hàn Quốc này. Chính hãng bên Hàn Quốc này. Cái thằng này, đây là những cái ống mà cái này không vặn được ra, đây vặn cái này ra nhá, thôi không vặn nữa. Vặn ra là nó lại mất zin đi đấy. Cái này là hàng đặt cho khách, là mình làm đã phải bóc cái giấy bóng cái ra để review cho anh em xem rồi. Đây cái mã của nó này, anh em nhìn này, zoom đấy nhá, 58910 1G020, trùng với cái thằng ấy nhá, logo Hyundai, Mobis này. Mobis là tên kiểu như nhà máy, nhà máy thì nó có nhiều nhà máy làm á, Hyundai Mobis đấy. Này là nó khắc laser nhá, nên là chữ rất sắc nét. Đây này cũng là cái mã ký tự của nó này. Đây này, cái này là nó viết tắt của từ front rear, tức là bên phone right nhé, sorry anh em. Này là phía trước phải này, phía này là phía rear door light sau lái. Nói chung là những cái đầu ống này này, đây là phía sau này, đây là phía trước lái, trước phải này, sau sau lái này, sau phải này. Đây là những cái ống để đầu mắt và đầu tuyo của cái thằng thằng dầu phanh đi đấy. Thì những cái đầu gen này anh em hết sức lưu ý này, nếu mà cái gen cũ, ống tiêu gen cũ kia là phải, nếu mà tháo ra là phải hết sức cẩn thận như này nhá, không là nó hỏng đấy, nó hỏng gen cái coi như là lại hỏng đấy. Đâu xem còn cái mã nào nữa không, ký tự mã đây, ABS ký tự này, đây cũng là cái mã của nó thôi. Đấy, đây là cái hàng ba hàng rắc điện,
ba hàng jack điện để cắm cái jack có sẵn vào đây. Hôm đấy này về cái a cụm ABS này hoàn toàn vẫn có thể để sửa được anh em nhé, hoàn toàn sửa được. Nhưng mà trong nếu mà trong cái trường hợp mà ở trong này nó có những cái cấu tạo cũng bình thường mà nó có cụm nam châm vĩnh cửu này, 4 miếng nam châm, hai cái than đè, khi mà nó hoạt động nhiều rồi nó hỏng thì có thể sửa. Nếu mà sửa không được thì bắt đầu tiến hành mới lại đi mua. Trong trường hợp là nếu mà không mua được thì anh em tiến hành đặt hàng nhé. Bên mình thì nhận order là những cái hàng mà từ bên nước ngoài, từ bên Nhật, bên Thái, bên Singapore, bên Hàn Quốc, thậm chí là bên Mỹ, là những cái hàng mà khan hiếm ấy. Hàng khan hiếm là cái hàng mà tức là trên thị trường nó có hoặc không có hoặc rất ít. Nó có ví dụ như là hiện tại là cái giá này thì mình sẽ không nói cụ thể ra đây, nhưng mà nó dao động hơn chục triệu. Đấy, thế nhưng mà nếu mà trên thị trường Việt Nam mà có thì nó sẽ lại dao động nó rất nhiều, nó tùy từng đơn vị, họ sẽ bán cao hay bán thấp thì là mình có thể tham khảo được nhiều nhiều nơi. Đấy thì nếu mà cái cách thức đặt hàng như thế nào thì anh em lưu ý giúp mình nhỉ. Nhất là nếu mà hàng thông thường khi mà hỏi mình, bên mình báo giá cho thì là nó sẽ rất đơn giản, nhưng mà một số cái mặt hàng mà đã yêu cầu mà đã phải đặt thì vui lòng cung cấp cái thông tin này, thông tin xe này, thông tin đời xe này, số chấm xe này, tùy theo những cái linh kiện phụ tùng gì mà mình cần phải yêu cầu như thế. Nhưng tốt nhất thì sẽ phải cung cấp cho bên mình số khung xe này, khung xe tức là số VIN. Và cái thứ hai là cái sau khi mà cung cấp được cái khung xe đấy, khung xe là nó bao gồm 17 ký tự, bao gồm 17 ký tự và chữ cái và số là nó đan xen nhau, thì cái nguyên tắc hiểu như thế nào thì anh em có thể lên trên mạng tìm hiểu giúp mình. Còn quay về là mấy cái thằng cái từ cái số khung đấy là bên mình là sẽ có những cái phần mềm chuyên dụng, như là nếu mà phần mềm về Hyundai Kia, những dòng xe Hyundai Kia thì có phần mềm của nó, dòng xe Toyota có phần mềm của nó, dòng xe Ford có phần mềm của nó. Đấy thì là sẽ từ những cái phần mềm mà chuyên dụng đấy thì là sẽ tra ra được những cái mã mã sản phẩm cho anh em. Thì những cái mã sản phẩm thì nó là những cái mã mà đây này, mã đây này đấy, 589101Z020 này, thì chuẩn mã rồi thì không bao giờ sợ sai được, trừ khi là đọc nhầm thôi. Nhưng mà đối với những cái hàng đặt thì thông thường là mình sẽ làm rất cẩn thận, vì là trước khi đồng ý đặt thì làm sẽ phải lấy cái hình ảnh có thể trên mạng hoặc thực tế gửi cho khách trước, khách đồng ý là đúng rồi cái đấy rồi thì là sẽ tiến hành đặt. Thì nếu mà đặt hàng thì anh em vui lòng chuyển khoản hoặc là đặt cọc tiền mặt trước cho bên mình từ khoảng 20% cho đến 50% giá trị sản phẩm. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái trường hợp là từ khoảng 3 đến 4 ngày hoặc đến 1 tuần, sau đó là tránh trường hợp về là gọi thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi sau. Thế thì cái đấy thì hiện tượng này cũng vẫn có xảy ra, nhưng mà tuy nhiên là một số cái đồ mà nó rẻ rẻ ấy, nó dao động dưới 1 triệu thì thông thường là không phải đạt đâu. Còn những cái đơn hàng mà giá nó từ 5-60 triệu hay là trên chục triệu là bắt buộc là phải yêu cầu phải đặt. Thì đấy, cái hình thức thì đặt hàng nhanh thì như thế. Thì bên mình đấy có giới thiệu qua đấy, thì có đặt hàng khan hiếm này, đặt hàng khó này, thì tất cả những cái hàng phụ tùng anh em mình chưa tìm được hay là thấy cảm thấy thị trường ở Việt Nam này nó quá đắt thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 094 925 3889, hoặc truy cập trực tiếp vào cái fanpage hoặc là cái trang web phạmvanauto.com bên phía mình để tiến hành gửi thông tin và để mình xác nhận đặt hàng. Ok, video lần này mình quên chưa giới thiệu với lại anh em cái này là cái mã của con xe gì. Con này là con cụm ABS của con xe i20.
cái dòng i20 hoặc i30 thì nó khá là ít ở trên cái thị trường của Việt Nam, tức là nó ít hơn so với con i10 thì là nó khá phổ biến. Tuy nhiên là một số xe thông dụng thì nó cũng vẫn phải có những cái hàng khan hiếm, một số xe hiếm thì kéo lại vẫn nhiều đồ ở trên thị trường của Việt Nam. Thì đây là cái hàng chính hãng của nó anh em ạ. Này đây vẫn còn thêm phần nhựa, phần Hyundai Mobis này đấy. Ok, video này mình sẽ xin dừng tại đây. Nếu anh em thấy cái video hay thì hãy, hoặc là quan tâm đến cái sản phẩm, cách phân biệt hàng xịn, hàng thường, nhận biết hàng chính hãng, thì vui lòng đăng ký bên phía đầu ngón tay của mình phía này. Và nếu mà anh em thấy video hay thì hãy like và subscribe nhé. Xin chào tạm biệt các anh em, hẹn gặp anh em vào video lần sau. Chúc anh em mua hàng thông thái.